trên truyền thông của TechSound Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh em TechSound đi lắp đặt một hệ thống âm thanh cho một anh khách ngay gần công ty. Thì đây là một hệ thống âm thanh mà chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hai chiếc loa hai bên này, đó là Nexo P10. Đây là một thương hiệu âm thanh đến từ Pháp, made in France, thì các bạn có thể nhìn thấy. Với model này thì chúng ta sẽ có kích thước driver bass, đó chính là bass 25 cm, và kết hợp với đó ở dưới này đây chúng ta chính là một chiếc loa subwoofer, chiếc subwoofer bass 30 LS 400. Và không thể thiếu một cái thiết bị rất quan trọng mà dạo gần đây hay thời gian gần đây thì các bác khách hàng cũng như là bên em đi thi công lắp đặt rất nhiều các bộ dàn âm thanh cao cấp thì đều sử dụng chiếc bộ khuếch đại hay là amplifier tích hợp controller. Thì ở đây chúng ta dùng ở đây nha, đây chiếc âm ly đây rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có một chiếc vang số quản lý nguồn đầu màn và micro. Rồi, đó là toàn bộ về cái hệ thống thiết bị ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức chất âm với hệ thống âm thanh ở đây một chút nhé. Con nên thử hát một nhớ nhỉ, thử hát một đoạn nhá. Rồi, Xuân đến rồi, chúng ta sẽ hát bài một tí về Xuân nhé. Mình lại sợ nhẹ quá. Mẹ Xuân này con vẫn tha hương, rời xa người thương đến nơi phố phường. Đời phiêu bạc dài năm dầm sương, phần làm con bao mùa vắng mặt, vì mưu sinh con chưa về được. Ở nơi xứ người mẹ ơi có hay, người ta chung nhau đón Tết sum vầy. Còn con thì lệ ướt mi cay, nhà ta nghèo nên đành phải thế, biết bao giờ mới được về đây. Ngày xưa thua mới đắm đuối, đến khi vào đời mẹ ru những tiếng ru hời, bố ngồi kể chuyện giáo rơi, ngày vào xuân pháo nổ rớt trời. Mẹ giữ người bọn con bên nhau, vài câu chuyện nặng chiếu cơn đau. Thằng không cha đưa vừa mất mẹ, ôi sao lòng nguội lạnh tai tê. Mẹ xuân sau con hứa con về. Xuân than lớn bên ngày tương lành xuống lớn để bây giờ tóc niềm màu xương.
Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty cổ phần TechSound Việt Nam. Hôm nay anh em TechSound lại tiếp tục thi công một công trình về hệ thống âm thanh loa Lecho cho bác gia chủ, và kèm theo đó là một chiếc âm Free Fire vô cùng hiện đại đẳng cấp của chúng ta, LEA đến từ Costa Rica. Đây, bác gia chủ chúng ta sử dụng là hai chiếc loa full Lecho P10 đó. Ở phía dưới thì bác gia chủ đang sử dụng là chiếc subwoofer LS400. Ngay phía bên trên đây thì là một chiếc âm Free Fire LEA CS704, 4 kênh 700W, trong đó có 2 kênh có thể bridge lên được 1400W để đánh 2 sub. Vâng, vô cùng mạnh mẽ luôn đấy ạ. Ở ngay phía bên trên thì cũng là những thiết bị căn bản như là micro, vang số, đầu màn. Và bây giờ thì anh em sẽ tiến hành bóc rỡ hàng hóa để setup lắp đặt cho bác gia chủ nhá. Kênh truyền thông của TechSound Việt Nam, và ngày hôm nay thì anh em TechSound đi lắp đặt một hệ thống âm thanh cho một anh khách ngay gần công ty. Thì đây là một hệ thống âm thanh mà chúng ta nhìn đây chúng ta sẽ thấy. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hai chiếc loa hai bên này, đó là Lecho P10. Đây là một thương hiệu âm thanh đến từ Pháp, made in France, thì các bạn có thể nhìn thấy. Với model này chúng ta sẽ có kích thước driver bass, đó chính là bass 25 cm, và kết hợp với đó ở dưới này đây chúng ta chính là một chiếc loa subwoofer. Chiếc subwoofer bass 30 LS400. Và không thể thiếu một cái thiết bị rất quan trọng mà dạo gần đây hay thời gian gần đây thì các bác khách hàng cũng như là bên em đi thi công lắp đặt rất nhiều các bộ dàn âm thanh cao cấp đều sử dụng chiếc bộ khuếch đại hay là âm Free Fire tích hợp controller. Thì ở đây chúng ta đang dùng ở đây nha. Đây, chiếc âm ly đây. Rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có một chiếc vang số, quản lý nguồn, đầu màn và micro. Rồi, đó là toàn bộ về cái hệ thống và thiết bị ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thưởng thức chất âm với hệ thống âm thanh ở đây một chút nhé. Con nên thử hát một chút nhé, thử hát một đoạn nhé. Rồi, Xuân đến rồi, chúng ta sẽ hát bài một tí về Xuân nhé. Mình lại sợ nhẹ quá.
vẫn tha hương. Rời xa người thương đến nơi phố phường, đời phiêu bạc dài năm dầm sương. Phần làm con bao mùa vắng mặt, vì mưu sinh con chưa về được. Ở nơi xứ người mẹ ơi có hay, người ta chung nhau đón Tết sum vầy. Còn con thì lệ ướt mi cay, nhà ta nghèo nên đành phải thế, biết bao giờ mới được về đây. Ngày xưa thua mới đắm đuối, đến khi vào đời mẹ ru những tiếng ru hời, bố ngồi kể chuyện giáo rơi, ngày vào xuân pháo nổ rớt trời. Mẹ giữ người bọn con bên nhau, vài câu chuyện nặng chiếu cơn đau. Thằng không cha đưa vừa mất mẹ, ôi sao lòng nguội lạnh tai tê. Mẹ xuân sau con hứa con về. Xuân than mướn bên này từng lành mưa sớm, nghĩ về quên mẹ mang thương, suốt con đời áo tần dồn hương. Xuân năm sau dù cho cuộc sống bon bề, thì con cũng sẽ trở về để ngày thương không còn lẻ thế. Thank you.
Thank you.